Dạ thưa sư phụ, có nghi phạm hỏi là các con em sinh ở Mỹ không đọc tiếng Việt được, bắt đầu tu như thế nào để thành thói quen? Hiện giờ ở ngoài trên cộng đồng mạng dùng software hay là có những người giỏi hai thứ tiếng Việt và tiếng Mỹ, lấy những cái clip mà hữu ích trên TikTok hay là của ai để chẳng, có những cái clip với hồ ta coi đến mấy triệu người á, mấy triệu lần view á, nhiều lắm, thì mình chạy chữ bằng tiếng Mỹ ở dưới cho nó đọc, nó chỉ cần hiểu đơn giản như vậy. Tại mấy đứa này nó chưa, cha mẹ nó không biết tâm linh thì làm sao nó biết tâm linh. Bây giờ muốn dạy con mình đó là mình phải là người hiểu, đúng không? Các con ở đây thì con của các con bảo đảm là sau này biết Phật, biết cha là ai rồi, thì đó là lỗi của phần của họ là nhiều, là họ là người có trách nhiệm phải dạy con họ. Cái ông này ông đang nói về thời thận thế, ổng là người tốt, ổng kêu mình ăn hiền ở lành để được sống qua Covid, để được sống qua chiến tranh, và mình phải học cho giỏi để khi mà nước Việt gọi là đại đồng hòa bình lại, quốc nội quốc ngoại hòa bình, thì mấy đứa con đi về bển cũng là một cái nghề, cái chất về bển làm, chứ không phải là đi làm cho Mỹ ở đây. Hay là Mỹ đây nó có thiếu về sách giam mình và mình giúp nước mình thì cũng trả lương vậy, cưới vợ Việt đừng cưới vợ Mỹ. Tại vì mấy đứa này mà nó ở những cái tiểu bang xa xa đó, chừng một thế hệ thôi là nó mất gốc hết, nó còn chả biết nó là gì. Đời con của nó lớn lên là nó gia nhập vô cũng giống như bao nhiêu sách dân mà gì qua Mỹ, nó không biết nó là người Việt luôn. Nhưng mà người Việt của mình không có nên vậy. Đó là lý do tại sư phụ có Thiên Long Sơn để mà hàng năm là một cái du lịch thắng cảnh cho mọi người trên thế giới về thăm cái thành phố này và thăm Thiên Long Sơn, là cho mấy đứa nhỏ, rồi Thiên Long Giang, rồi mai mốt có tiền nữa thì Thiên Long Seattle hay là Thiên Long Virginia, Thiên Long Sydney rồi mình đâu biết, nhiều Thiên Long lắm, nhưng mà phải có giờ hết thời gian rồi. Thời gian của thụ sẽ sắp lãnh nhiệm vụ lớn, còn giờ ngồi chơi đám rỗi đây nó không rảnh, mới một bận cái gì đang nói à, một thù bận thì nhưng mà sau này bận chứ cũng làm được, là chỉ hướng người ta làm thôi. Khi mình có nhiều người giúp mình á, mình dễ làm đó. Ví dụ như thôi sư phụ có nhiều tiền, có cái chức gì á, hay làm chuyện đó bảo đảm còn lẹ hơn là cô làm nữa. Thật cái ý thôi mà.